mất bao lâu để đi bộ từ trái đất đến mặt trời? 150 triệu km, đó là khoảng cách ngắn nhất giữa hành tinh của chúng ta và ngôi sao độc nhất trong Thái Dương hệ. So với sự rộng lớn bao la của vũ trụ thì bao nhiêu đây vẫn là quá ngắn. Nhưng nó vẫn khiến ánh sáng phải tốn đến 8 phút 20 giây để đi từ mặt trời đến hành tinh xanh. Ánh sáng nhanh đến thế mà còn mất tận mấy phút, nếu là con người đi bộ thì sẽ mất bao lâu? Vận tốc trung bình của người đi bộ là 4,8 km/h. Cứ cho là bạn không cần ăn uống ngủ nghỉ và có thể đi bộ liên tục, ta hãy làm một phép tính đơn giản. Lấy 150 triệu chia cho 4,8, kết quả sẽ ra 31 triệu 250 ngàn giờ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ mất tận 3.536 năm chỉ để đi bộ từ trái đất đến mặt trời. Lâu khủng khiếp phải không, dù có tốn 10 đời người vẫn không thể chạm đến được. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại cảm nhận trong phần bình luận nhé. Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh Giao Tiếp Video.